Chào bác nhá, chào mừng bác quay trở lại với Phượng Xe Cỏ nhá. Hôm nay mình giới thiệu qua cho bác một chiếc Mazda 2 đời 2017 của bác nhá. Màu xanh đen biển thành phố em vừa cập bến tại cửa hàng cho bác thôi. Quay qua một vòng cho bác xem này. Xe thì cực kỳ đẹp luôn nhá. Em cam kết cho bác trên văn bản là tất cả những xe mình chào bán đều cam kết cho bác là không đâm đụng gặp nước và không gây tai nạn giao thông ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm của xe. Xe thì em cầm hồ sơ rút cầm tay được các bác nhá. Mua về thì chỉ việc sang tên và bấm biển mới đi thôi. Chiếc xe này bây giờ là biển thành phố. Mà chúng ta về biển Hà Nội thì chỉ việc nộp thuế và đi thôi, không mất thêm 20 triệu tiền biển nữa. Đó, rất là tuyệt vời, một cái chi phí rất là hợp lý cho chúng ta rồi. Chiếc xe đấy 2017 đang cái mức giá trên thị trường khoảng rơi khoảng tầm nhô 4 một tí thôi. Một tí tẹo thôi là chúng ta có một chiếc Mazda 2 đời 2017 các bác nhá. Xe rất đẹp luôn, chạy được hơn 4 vạn km. Cực kỳ đẹp, em quay qua cho bác xem này. Đây. Đấy. Nội và ngoại thất cho các bác nhé. Rất đẹp luôn. Cam kết cho các bác trên văn bản này tất cả những keo chì này, máy móc này, nguyên zin hết các bác nhé. Đây, lốp niếc các thứ còn đầy đủ luôn. Vành này rất là mới, các bác nhìn xem đúng không? Có con tơ mềm mẫu xe này thì những máy trực tiếp gọi ngay cho em qua số điện thoại 0968240820 hoặc trực tiếp đến với em nhân viên ô tô địa chỉ tại lô 13 số 17 đường Phạm Hùng, đối diện ngay bến xe Mỹ Đình các bác nhé. Rất tuyệt vời luôn. Đây. Đấy, keo chì đầy đủ luôn. Rất đẹp luôn các bạn. Vừa mới cho đi rửa qua về các bác nhá. Xe này thì cực đẹp thôi. Về thì chỉ có cho đi rửa và bày bán thôi, chứ không dọn dẹp gì các bác ạ. Đấy, ui dồi, nhìn này. Nhìn có khác gì xe mới không các bác ơi. Đó, rất tuyệt vời. Khi Mazda 2 chúng ta nổi bật về cái cửa sổ điều hòa, nhìn nó như là một cái phi cơ ấy các bác ạ, như cái động cơ máy bay ấy, nhìn rất là đẹp. Đó, nội thất của Mazda 2 trẻ trung dành cho giới trẻ, rất là tuyệt vời luôn. Nó trong phần bên trong xe nhá, máy móc tất cả còn nguyên zin luôn. Quay luôn cái máy cho các bác này. Đây, máy móc cho các bác luôn, nguyên zin nhá, cam kết cho các bác là không đâm đụng ngập nước này. Đấy, quay qua cho các cái máy như thế này. Đấy, để biết thêm thông tin chi tiết hay là xem kỹ chiếc xe này thì cứ đến với em Nhất Huy Auto, địa chỉ tại lô 13 số 17 đường Phạm Hùng để xem chi tiết chiếc xe này. Đó, xe này chạy được hơn 4 vạn các bác nhá. Đây, 4 vạn các bác nhá. Đó, cảm ơn các bác nhé.